Có một hôm á, có một nữ ký giả của tờ báo Elle ở Paris về phỏng vấn các sư cô. Tờ báo Elle là một tờ báo phụ nữ của người Pháp dành cho các bà. Thì các sư cô ở xóm mới mới mời cái bà ký giả đó ở lại 7 ngày để nếm cái mùi thực tập. Chứ còn mà về phỏng vấn không thì biết bài không có hay. Về thứ thực tập mới biết được. Thì bà ở đó được chừng 6 ngày thì tôi tới thăm. Tới thăm để giảng cho các sư cô. Thì bà nhân tiền đó muốn phỏng vấn tôi. Tôi nói tức cười quá. Tờ báo quý vị là tờ báo phụ nữ mà tại sao phỏng vấn đàn ông? Nhưng mà rốt cuộc thì tôi cũng cho họ phỏng vấn. Và tôi nói như thế này, này bà về bà viết cái bài phóng sự làm sao bà có giúp cho người ta chuyển hóa được mới hay. Chứ còn viết về lý thuyết thì không có hay lắm. Thế nên tôi sẽ đề nghị cho bà một cái phương pháp thực tập. Nếu bà viết được cái phương pháp thực tập này, bà có thể giúp được nhiều cặp vợ chồng không có hạnh phúc. Thì tôi mới đề nghị như thế này, chiều nay á, sau khi ăn cơm chiều xong và dọn dẹp xong thì bà đi vào trong phòng khách với ông. Cố nhiên là sau khi ăn cơm chiều thì ông đi vào trong phòng khách và ông mở tivi ra. Thì sau khi đã dọn dẹp xong thì bà đi theo ông vào phòng khách. Trong khi rửa bát, trong khi dọn dẹp trong bếp thì bà phải thực tập hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười và làm lắng dịu những cái nỗi khổ đầm đau của mình xuống. Đến khi đi vào trong phòng khách thì bà ngồi xuống, bà thở tiếp. Thở cho đến khi mà bà thấy bà thoải mái, lắng dịu rồi thì bà mới ngứng lên mà nói với ông câu này: anh ơi, anh có thể tắt cái máy truyền hình, em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh. Nói câu như vậy thì ông sẽ ngạc nhiên, ông cũng hơi bực, không biết sắp gây cái gì đây. Ông ngượng ngáng lắm, nhưng mà bắt buộc ông phải làm. Ông sẽ bấm một cái nút và tắt máy truyền hình rộng xe lại, sẵn sàng để đối chiến. Thì bà giữ một nụ cười, bà nói: anh ơi, tại sao mình có đủ hết, có nhà, có xe, có công ăn việc làm, có trương mục tiết kiệm, có đủ hết, nhưng mà tại sao mình không hạnh phúc? Anh nghĩ là tại vì sao vậy? Anh có ý kiến gì không? Tức là mình mời cái người hôn phúc của mình đi vào một cái cuộc gọi là pháp đàm để tìm hiểu sự thật. Tại sao mình có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, có nhiều người không được như mình, họ đi kiếm một cái nhà như vậy không có, họ không có được chiếc xe như chiếc xe của mình, họ không có được cái công ăn việc làm như là mình. Mình có đủ hết, tại sao mình không có hạnh phúc? Mình có thời giờ, hai vợ chồng có thời giờ để xét, để nhìn cho kỹ và xét lại tình trạng của mình. Tại sao phương tiện đầy đủ như vậy mà không có hạnh phúc hay không? Sự thật là khi mà ông mở tivi ra ông coi, có thể là cái phim The Act, nhưng mà ông cũng vẫn phải coi như thường. Tại vì nếu ông tắt tivi thì ông biết làm gì đấy. Nói chuyện với bà đâu có hạnh phúc nữa. Ngày xưa chỉ cần nhìn nhau là đủ hạnh phúc rồi. Bây giờ nhìn nhau không thấy hạnh phúc nữa. Thấy cái mặt mũi ghét quá. Ngày xưa thì nói không có em á, làm sao anh sống sót nổi. Bây giờ có em sống hơi khó. Cho nên coi tivi không phải là tại vì mình mê tivi,
mà mình muốn dùng cái đó, cái gì đó để khỏa lấp những cái sự trống trải, những cái nỗi khổ niềm đau trong mình. Thì bà cũng vậy, bà đọc tiểu thuyết, bà nghe nhạc, là bà lên internet, không phải là tại vì bà thích mấy chuyện đó, nhưng mà tại bà cũng có những cái nỗi khổ niềm đau của bà, trống trải cô đơn, bà đi tìm khỏa lấp. Thì cả ông cả bà đều làm được, giống hệt như nhau à? Tại vì mình đã không biết cách nuôi nuôi dưỡng tình yêu, mình để cho tình yêu nó chết, mình đã có những vụng về trong khi hành xử. Quý vị có đọc cuốn Hoàng tử bé của Antoine Saint-Exupéry, Hoàng tử bé Le Petit Prince? Trong cái cuốn, trong một tác phẩm khác của ông ta thì họ với nhan đề là Cõi người ta, Terre des hommes, Terre des hommes. Ông có viết một câu là yêu nhau không phải là ngồi đó để nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng. Cũng hay lắm. Tức là khi mình là người yêu của nhau, mình phải cùng có một cái lý tưởng chung, ý là nói như vậy. Tôi nghĩ rằng mình cũng có thể ngồi nhìn nhau được lắm chứ. Trước hết là mình nhìn nhau, mình thấy được cái vẻ đẹp của nhau. Nếu không đẹp thì mình cưới làm gì? Anh là hoàng tử và em là nàng công chúa của anh. Rất là đẹp. Thì yêu nhau, mình có quyền ngồi đó nhìn nhau chứ. Để mà mình xác nhận, để mình thưởng thức cái đẹp của người yêu của mình. Nhưng đồng thời khi mình nhìn nhau, mình cũng thấy những cái nỗi khổ niềm đau của nhau. Tại chúng ta không ai là không có những nỗi khổ niềm đau. Có thể những nỗi khổ niềm đau đó đã được bố mẹ hay là ông bà trao truyền cho mình. Và có nhiều khi mình bận rộn quá, mình có thời giờ để lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của mình và tìm hiểu những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và khi mà thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia thì tự nhiên cái tình thương của mình, cái lòng từ bi của mình nó được phát sinh. Đây là cái điều mình học được trong đồng một. Một khi mà tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau thì tự nhiên cái từ bi, cái năng lượng của từ bi nó phát khởi. Mà năng lượng từ bi nó có khả năng trị liệu của người yêu. Nên khi mình nhìn người yêu, không phải là mình chỉ thấy cái đẹp, cái lành của người yêu, mình cũng thấy được những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau của người yêu của mình. Và mình muốn nói một cái gì hay làm cái gì để cho người yêu của mình bớt khổ, cái đó gọi là bi. Từ có nghĩa là hiến tặng niềm vui, còn bi có nghĩa là làm vơi nỗi khổ. Từ là Maitri, còn bi là Karuna. Trong tình yêu đích thực nó có từ và nó có bi. Từ là hiến tặng hạnh phúc và bi là làm vơi nỗi khổ. Thì khi mình nhìn người yêu của mình, mình công nhận sự có mặt quý giá của người yêu của mình là mình hiến tặng niềm vui cho người đó. Và khi mình thấy cái nỗi khổ, niềm đau của người yêu của mình, mà mình biết nói một câu gì hay làm cái gì để cho nó vơi, cái bớt cái nỗi khổ niềm đau đó, gọi là bi. Và trong đạo Phật, cái giáo lý về thương yêu rất là sâu, rất là rõ. Hai yếu tố đầu là từ và bi. Thì khi mình nhìn nhau, không những là mình thấy những cái tích cực của nhau, mà mình có thể thấy được những cái tiêu cực của nhau, những cái nỗi khổ niềm đau của nhau. Và mình hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau đó, thì mình càng thương thêm nữa. Và mình muốn làm cái gì để cho người yêu mình bớt khổ. Còn nếu mình không nhìn nhau, thì mình đâu có thấy nhau được. Mình không hiểu được, mà không hiểu được thì không có thương. Ở trong đạo Bụt đó, mình được học rất là rõ ràng là cái thương nó là một cái hiểu. Nếu anh không hiểu được thì anh cũng thương được. Nếu cha mà không hiểu được con thì không thể nào thương con được.
phải hiểu, phải thấy được những khó khăn, những đau khổ đứa con thì mới thương được. Nếu không thì chỉ la rầy đánh mắng thôi. Và con cũng vậy, con mà muốn thương cha thì phải thấy được những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái nỗi khổ đau của cha thì mới thương cha được. Cho nên rất rõ là cái thương nó được làm bằng cái hiểu. Và nếu quý vị không hiểu người kia, không hiểu được những cái nỗi khổ đầm đau, khó khăn người kia, thì đừng có nói là tôi yêu anh hay là tôi yêu em. Không thể thương được nếu mình chưa hiểu. Thành có thể quý vị hỏi người kia như thế này: này em có nghĩ rằng anh đã hiểu được em hay chưa? Nếu anh chưa hiểu được em thì em giúp anh đi, nói cho anh nghe những cái nỗi khổ niềm đau của em. Đó là tu đó. Mình thương con thì mình phải hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của con. Còn nếu cứ tiếp tục mình cứ rầy la trừng phạt nó thì không phải là thương. Mình yêu người bạn hôn phối của mình thì mình phải lắng nghe, mình phải tìm hiểu cái nỗi khổ niềm đau, những khó khăn của người đó. Và luôn luôn phải hỏi, tại vì có thể là mình chưa hiểu được chính cái nỗi khổ niềm đau của mình mà mình chưa hiểu được đây, thì làm sao mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của cái người kia. Cho nên phải có một cái sự truyền thông, phải có một cái sự trao đổi thường trực để cho cái hiểu nó có đó. Cái hiểu nó có đó thì cái thương nó có đó. Bởi vì vậy cho nên yêu nhau là nhìn nhau là được chứ phải không được sao? Nhìn về một hướng á, tức là hai người đồng tâm đồng chí với nhau, thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Cái đó là nhìn về một hướng. Còn trong trường hợp này thì bà với ông cùng nhìn một hướng, nhưng mà hướng này là hướng TV, nhìn vào một hướng để cho đỡ khổ. Tại vì mình không có nhìn nhau được, cho nên mình phải đồng ý với nhau nhìn về cái hướng TV cho nó bớt khổ. Thì đó là một cái bi kịch. Chúng ta nhìn nhau không có hạnh phúc nữa. Bởi vì vậy chúng ta phải cùng nhìn về cái hướng TV cho nó bớt khổ. Thì bà hướng về ông, bà hỏi: anh ơi, anh tắt dùng cái TV đi, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh. Ông ta tắt cái TV, ông xoay lại. Và bà bắt đầu hỏi câu hỏi đó: này anh có biết tại sao mà tụi mình có đủ hết? Nhà có, xe có, công an việc làm có, cái gì cũng có đủ, mà tại sao mình không có hạnh phúc không? Và nếu hai người ngồi đó mình nhìn cho kỹ thì sẽ tìm ra cái nguyên do. Tại chúng ta đã không biết cách nuôi dưỡng tình yêu. Chúng ta đã gây ra những nỗi khổ niềm đau cho nhau. Tại vì chúng ta không hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của nhau. Và khi mà hai vợ chồng mà không thương nhau được và không hiểu nhau được thì làm sao mà dạy mấy đứa con cho được. Ở giữa hai thế hệ nó có một khoảng cách, nhất là khi mình đi sang sinh sống ở một cái đất nước là cái văn hóa nó khác, và các con của mình nó đi vào trong cái xã hội Tây Phương, nó học được những cái lề thói của người Tây Phương. Trong cái cách sống của người Tây Phương nó có những cái hay, nhưng mà nó cũng có những cái dở. Và mình thuộc về một cái văn hóa khác, và con mình nó thuộc về một văn hóa khác. Và do đó cho nên sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái nó trở thành rất là khó khăn. Ông bà có thời giờ để ngồi chơi với các con không? Và mình là người trẻ, mình có bao giờ hỏi bố mình: bố ơi, hồi còn bé bố chơi cái gì? Bố kể cho con nghe đi. Những cái trò chơi ngày xưa của bố như thế nào? Rồi mình kể cho con nghe ngày xưa mình chơi những trò chơi nào. Bây giờ tụi đó chơi những cái trò chơi rất là khác. Ngày xưa mình chơi những trò chơi rất là khác. Mà hai cha con bàn với nhau như vậy, kể cho nhau nghe những cái trò chơi của hai thế hệ, cái đó rất là đẹp. Rồi bố có thể trao truyền cho
cho con những cái trò chơi rất là đơn giản nhưng mà đem lại rất là nhiều niềm vui. Mẹ cũng vậy. Ngày xưa mẹ có những cái trò chơi rất là đơn giản mà cũng rất là có hạnh phúc. Mẹ không có chơi những cái electronic game gì như con. Thì hai mẹ con mà bàn với nhau để trao đổi như vậy thì rất là hay. Rồi từ từ cái khoảng cách giữa hai cái nền văn hóa nó sẽ thu ngắn lại. Rồi thì mẹ có thể giờ hỏi con trường đó, tụi con sinh hoạt như thế nào, tụi con chơi như thế nào, con thích cái gì, con không thích cái gì. Và nếu mà ông bà không có thời giờ để ngồi với con trai, con gái để mà hỏi chuyện tụi nó, để mà hiểu được những khó khăn, những nỗi khổ, niềm đau của nó, thì làm sao mà có được sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái được. Đừng có tưởng là nó còn trẻ, nó không có vấn đề. Không có. Tuổi trẻ bây giờ nó có rất là nhiều vấn đề. Nó có những cái nỗi khổ, niềm đau của nó rất là nhiều. Do đó, cho nên sự truyền thông giữa cha mẹ với nhau, rồi sự truyền thông giữa cha mẹ với con cái là cái chuyện rất là quan trọng. Mà nếu cái gì bận rộn quá, chỉ lo đi tìm những cái tiện nghi vật chất, thì cái gì sẽ không có làm được việc đó. Cái hạnh phúc của mình không phải là chỉ do vật chất mà có. Ở Làng Mai chúng tôi sống rất là đơn giản. Không có ai có lương tiền, không có ai có nhà riêng, có xe riêng. Cái gì cũng chung hết. Cho nên so với sự sống của những người cư sĩ thì chúng tôi tiêu thụ rất là ít. Chúng tôi ăn chay và chúng tôi trồng rau lấy một phần. Tuy nhiên chúng tôi có thời giờ để ngồi với nhau, có thời giờ để nói chuyện với nhau, có thời giờ để than thở với nhau, có thời giờ để nói với nhau về những nỗi khổ niềm đau của chúng tôi. Và chúng tôi cho cái sự truyền thông là rất là quan trọng. Và chúng tôi biết rằng nếu mà chúng tôi không có hạnh phúc, không có đoàn kết, không có tình huynh đệ, thì chúng tôi không có nên đi mở những khóa tu. Tại không có, mình có hạnh phúc làm sao mình mở khóa tu cho người khác, họ có hạnh phúc được. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ là chúng ta phải sắp đặt trở lại cái cách sống của chúng ta. Nếu cần thì chúng ta làm việc bớt ít lại. Không cần phải đồng vào đồng ra thật nhiều thì mới có hạnh phúc. Sống đơn giản lại. Mà cái chuyện sống đơn giản là chúng tôi làm được. Sống đơn giản như vậy nhưng mà hạnh phúc lớn lắm. Nhất là khi mình thấy người ta tới tu học, ta chuyển hóa, người ta hòa giải với nhau thì mình hạnh phúc lắm. Thấy đời sống của mình nó có một ý nghĩa. Tôi mong rằng quý vị sẽ sắp đặt lại cái cách sống của quý vị. Và hai vợ chồng có thể ngồi bàn tới những cái chuyện nó ngoài ra những cái chuyện, những tiện nghi vật chất và tình cảm thông thường. Anh ơi, trong đời hồi anh còn trẻ, anh có những ước mơ nào? Nói cho em nghe đi. Chúng mình có thể làm chung được không? Chúng mình có thể thực hiện được không? Hay là chúng mình phải nhờ tụi nó, mấy đứa con nó làm cho mình? Nếu mà chúng ta có thời giờ để mà bàn tới những cái mà gọi là ultimate concern, như vậy thì rất là hay. Và các con phải có thời giờ mà hỏi bố mẹ ơi, bố mẹ có giấc mơ nào mà bố mẹ chưa thực hiện được không? Bố mẹ muốn các con thực hiện cái giấc mơ của bố mẹ hay không? Đó là một cái rất là đẹp. Thì mùa hè, khóa tu mùa hè năm nay có một thiền sinh từ Hà Tĩnh tới. Cô ta được nghe tôi giảng lần đầu tiên ở tại khách sạn Melia ở Hà Nội. Và cô ta đã tới dự khóa tu mùa hè. Rồi sau khi mà nghe tôi nói cái đề tài này thì cô ta hỏi, thầy ơi, thầy có giấc mơ nào mà thầy chưa thực hiện được không? Chúng con sẽ thực hiện cho thầy. Là muốn áp dụng liền vào ngay lập tức cái giáo lý vừa mới được học. Thì tôi trả lời như thế này, cảm ơn cô, cảm ơn con.
Thầy có một cái sự may mắn, thầy chưa bao giờ đánh mất liên lạc với tuổi trẻ. Tuy rằng 30 năm nay thầy không có dùng điện thoại. Điều đó là sự thật, tôi không có dùng điện thoại 30 năm nay. Ấy vậy mà liên hệ của tôi với thế hệ trẻ không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. 12, 13, 15, 20, 25, 30, rất là trẻ. Mà đừng có tưởng là phải có telephone, phải có email thì mới có liên lạc, không cần. Mình phải có cái khả năng lắng nghe, phải có khả năng hiểu, thì tự nhiên nó có cái sự kết nối, nó có cái connection. Tôi có thể ngồi chơi với những người trẻ, tôi có thể ngồi chơi với con nít, với những người trẻ. Và những bốn người ngồi chơi đó, nó nuôi dưỡng cho mình và cho những người trẻ. Chìa khóa ở chỗ là mình thực tập được cái sự lắng nghe. Mình thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau của người kia. Dù người kia là một người đang còn đang rất là trẻ. Và tôi trả lời cho cái cô thiếu nữ từ Hà Tĩnh qua là thầy có sự may mắn là chưa bao giờ đánh mất liên hệ với là người trẻ. Và thầy có sự may mắn thứ hai là thầy đang thực hiện được mỗi ngày cái giấc mơ của thầy. Giấc mơ của thầy nó rất là đơn sơ. Cái hồi 9 tuổi, lần đầu tiên thấy cái hình, thấy bức hình của Đức Thế Tôn ngồi ở trên một bãi cỏ ở bìa có một tờ báo tạp chí Phật học. Thì Đức Thế Tôn ngồi trên cỏ nhưng mà ngồi một cách rất là thoải mái, rất là an lạc. Và cái bức họa đó nó gây cảm hứng cho mình. Tự nhiên cậu bé nhỏ xíu nghĩ rằng bây giờ mình làm thế nào để được giống như cái ông này, ngồi rất là thoải mái, rất là an lạc. Và cái ý muốn đi tu để trở thành một người như vậy, nó manh nha ở đây cậu bé. Và lớn lên thì đọc lịch sử thấy đời Lý, đời Trần là những cái đời mà những cái triều đại mà đất nước của mình có hạnh phúc nhiều. Các vị vua đều biết tu tập hết. Các vua Lý và vua Trần đều tu tập rất là giỏi. Và sử gia Hoàng Xuân Hạng nói là đời Lý, đời Trần là những cái đời thuần từ và hòa bình nhất trong lịch sử Việt Nam. Vua tôi thương nhau và trong nước đồng lòng. Chúng ta hãy nhớ lại cái thời mà vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai của mình là Trần Anh Tông làm vua. Và ông đi xuất gia lên trên núi Yên Tử. Cái thời đó Phật giáo ở Việt Nam rất là thành hành. Một ông vua cha trở thành người xuất gia tu ở trên núi, chăm sóc về cái khía cạnh tâm linh của đất nước. Còn một ông vua con thì ngồi trên ngai vàng để chăm sóc về cái phương diện chính trị. Và đạo đức và chính trị đi đôi với nhau. Và hồi đó thì đất nước rất là mạnh. Hồi đó mình vừa mới đánh tan được sự xâm chiếm của phương Bắc. Thì cái giấc mơ của tôi là làm sao tu để giúp làm mới cho đạo Bụt. Tại cái đạo Bụt hồi đó nó cũ rồi, nó xưa rồi. Nó có rất nhiều mê tín dị đoan. Thành cái giấc mơ của tôi là làm sao tạo ra một đạo Bụt rất là mới, nó phù hợp với người trẻ và người trí thức. Và đã được tôi luyện ra qua cái chiến tranh Việt Nam. Tại vì hiện thời bây giờ mình có một cái đạo Bụt, một cái pháp môn tu tập rất là thích hợp với tôi trẻ. Đem ra để giảng dạy và để áp dụng
ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, người trẻ tuổi và người trí thức theo học rất là đông, và đem về Á Châu, Thái Lan, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam thì tuổi trẻ và người trí thức cũng theo học rất là đông. Như vậy là giấc mơ được thành công rồi, được thành tựu rồi. Và tôi thấy rằng ngày nào cũng được làm những cái mà mình được thích làm thì tôi đâu còn thì thầy đâu còn ước mơ gì nữa đâu. Mỗi ngày mình thấy cái ước mơ của mình nó đang thực hiện ra. Và nếu con muốn á, thì con có thể nối tiếp cái chí nguyện của thầy, tức là nuôi dưỡng cái chí nguyện đó, đem cái đạo Bụt mới này ra để mà giúp chuyển hóa xã hội trong nước cũng như ở ngoài nước. Nói tóm lại là mình đừng có bị bận rộn quá vì những cái lo toan, những cái tiện nghi, đi kiếm những cái tiện nghi vật chất. Mình phải thay đổi cách sống. Mình có thể tiêu thụ ít hơn, nhưng mà mình có thì nhờ giờ nhiều hơn để chăm sóc cho nhau, để tái lập truyền thông với nhau, để hòa giải với nhau và để chăm sóc các cháu. Và như vậy thì hạnh phúc mới có thật, và mình mới có thể trao truyền được những cái gì tốt đẹp của mình cho con cháu. Tại vì như tôi thấy, nếu mình có từ bi, nếu mình có hạnh phúc, nếu mình có giải thoát, nếu mình có an lạc, thì mình trao truyền lại những cái đó cho thế hệ tới. Đó là cái quý nhất, đó là thành tựu, cái giấc mơ lớn nhất của đời mình. Và tôi thấy rằng là các loài thảo mộc nó cũng làm như vậy, các loài động vật nó cũng làm như vậy. Mỗi thế hệ động, mỗi thế hệ động vật, mỗi thế hệ thực vật là đều có những cái kinh nghiệm, và nó trao truyền những cái kinh nghiệm đó qua những cái gen của nó cho những thế hệ tới. Thì mình cũng vậy, mình loài người cũng vậy. Nhờ cái sự tu học của mình, nhờ những kinh nghiệm của mình, nhờ mà mình chế tác được thêm tình thương, mình chế tác thêm được sự hiểu biết, mình chế tác thêm được hạnh phúc, hỷ và lạc. Và đó là những cái rất là quý, và mình có thể trao truyền lại cho con cháu của mình, để chúng nó sẽ trao truyền lại cho con cháu của chúng nó, trao truyền lại cho nó những cái gia tài và vật chất, nó cũng không quan trọng gì. Và khi mà mình trao truyền được cho con cháu mình cái nếp sống đẹp, trong đó có hạnh phúc, có từ bi, có hiểu biết, có thương yêu, thì đó là cái quý giá nhất.